Các bạn thân mến, cách đây 30 năm tại Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ra lệnh hòa hệ thống điện miền Nam với 4 tổ máy của nhà máy thủy điện Hòa Bình tại trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng qua đường dây 500 kV, qua đó chính thức đưa đường dây 500 kV mạch 1 đầu tiên của nước ta vào vận hành. Suốt 30 năm qua, không phụ lòng các thế hệ đi trước, cán bộ công nhân viên của công ty truyền tải điện 3 PTC3 luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và làm việc tận tâm để giữ cho đường dây 500 kV mạch 1 được vận hành an toàn, liên tục, ổn định và giữ vững vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng cho sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng. Nhưng ít ai biết rằng trước đó Việt Nam đã phải ngậm đắng nuốt cay trước sự dè bỉu của rất nhiều người khi lên ý tưởng xây dựng hệ thống đường điện 500 kV này. Hầu hết họ đều cho rằng đây là một ý tưởng điên rồ mà Việt Nam có mơ cũng đừng nên mơ đến. Để rồi vượt lên trên tất cả, Việt Nam đã khiến cho những người từng coi thường mình phải sáng mắt ra, qua đó khẳng định một trí tuệ Việt Nam chẳng hề thua kém với các cường quốc Nam Châu. Vậy Việt Nam đã làm được điều đó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số hôm nay. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách like, subscribe và ấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất nhé. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử của công trình mang tính thời đại này, chúng ta cần phải quay trở lại bối cảnh của Việt Nam vào thời kỳ trước. Đó là khi ngành điện của nước nhà vẫn còn kém phát triển, nguồn điện chỉ cung cấp chủ yếu cho các phụ tải quan trọng, tình trạng cắt điện luân phiên, hiện tượng sự cố làm mất điện xảy ra thường xuyên, nhất là khu vực miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên. Nói cách khác, trong khi các nhà máy khu vực miền Bắc không phát huy được tối đa công suất, thì khu vực miền Nam, nơi có nền kinh tế năng động với nhu cầu điện năng lớn, lại đối mặt với tình trạng cung không đủ cầu. Bởi vì công suất lắp đặt các nhà máy ở miền Nam chỉ đáp ứng được gần 90% nhu cầu sử dụng, nên phải hạn chế phụ tải bằng cách cắt điện luân phiên hoặc đột xuất các ngày trong tuần. Riêng khu vực miền Trung lại được cấp điện chủ yếu qua đường dây 220 kV Vinh – Đồng Hới lấy điện từ Hòa Bình, đường dây 66 kV từ nhà máy thủy điện Đa Nhiêm cấp cho Cam Ranh – Khánh Hòa và một số nguồn diesel nhỏ tại chỗ. Do công suất lắp đặt của miền Nam chỉ đáp ứng được hơn 40% nhu cầu, cộng với đường dây quá dài nên công suất truyền tải bị hạn chế và chất lượng điện cuối nguồn không đảm bảo. Trước tình hình đó, định hướng xây dựng đường dây siêu cao áp thống nhất hệ thống điện Bắc Nam đã được đề cập trong tổng sơ đồ phát triển lưới điện của Việt Nam giai đoạn 1 từ năm 1981 đến năm 1985. Nó được dự kiến xây dựng trong 2 năm để mang đến hiệu quả kinh tế cao hơn so với khi xây dựng nhà máy điện tại chỗ. Tuy nhiên, ý tưởng ấy đã vấp phải sự dè bỉu, coi khinh của nước ngoài và cả luồng ý kiến trái chiều của kiều bào gần xa. Bởi nhiều người cho rằng, việc xây dựng đường điện 500 kV dài 1.500 km của chính phủ Việt Nam là điều không tưởng. Lý do là vì vào thời điểm ấy, kể cả các siêu cường trên thế giới như Úc, Mỹ, Pháp cũng chỉ xây dựng được đường điện cao áp dài tầm 800 km trong thời gian kéo dài tận 7-8 năm. Trong khi đó, đường điện 500 kV dài 1.500 km của Việt Nam chỉ được đề xuất xây dựng trong 2 năm với 3.437 cột điện tháp sắt đi qua 17 tỉnh thành, vượt qua 7 lần sông và vượt quốc lộ tận 17 lần. Nó vô cùng bất khả thi, đặc biệt là khi mà công trình sẽ phải đối mặt với rất nhiều những trở ngại kỹ thuật khiến cho đường truyền tải trở nên kém ổn định và dễ dàng bị chập cháy khi vận hành. Ngoài ra, chi phí cũng là vấn đề vô cùng nan giải. Bởi vì việc thi công một công trình lớn như thế phải cần đến nguồn vốn khủng, trong khi nền kinh tế của Việt Nam khi đó vẫn còn nghèo nàn so với mặt bằng chung. Ấy thế nhưng, cùng với một trí tuệ rất Việt Nam và sự quyết tâm cao độ, Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các nhà lãnh đạo của chính phủ đã lần lượt tháo gỡ hết mọi khó khăn. Theo đó, phương án đặt các trạm biến áp dọc theo đường điện để đảm bảo sự ổn định cho cường độ dòng điện đã được đề xuất cùng với các giải pháp chi phí được đưa ra. Đồng thời, các chuyên gia Việt Nam cũng tích cực làm việc với các cố vấn nước ngoài để tìm ra cách thi công khả thi nhất cho đường điện dài 1.500 km của nước nhà. Và kết quả, đến năm 1990, dự án đã hoàn thành khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Từ cuối năm 1991 đến đầu 1992, Việt Nam đã cho triển khai khảo sát kỹ thuật và lập thiết kế kỹ thuật theo quy trình. Dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và nhiều yếu tố kỹ thuật, chính trị, an ninh, năng lượng, tháng 1 năm 1992, công trình được Bộ Chính trị thông qua và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nay là Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 61/CT ngày 25 tháng 2 năm 1992 phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật với thời gian hoàn thành là 2 năm. Công trình cho phép thực hiện song song với công tác khảo sát, thiết kế, nhập vật tư, thiết bị và thi công để đảm bảo tiến độ dự án. Tức là thiết kế đến đâu, xây dựng đến đó.
để tiết kiệm thời gian chứ không cần phải chờ cho đến khi hoàn thiện trên giấy mới chính thức thi công. Theo đó, ngày 5 tháng 4 năm 1992, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phát lệnh khởi công công trình đường dây 500 kV Bắc Nam. Đó như là thời khắc nổ phát súng lệnh cho đội quân năng lượng tiến vào cuộc chinh phục kỳ vĩ có 102. Trong 730 ngày đêm xây dựng đại công trường lớn nhất, dài nhất lịch sử lúc bấy giờ, gian nan vất vả không thể nói hết bằng lời. Người ta chỉ biết rằng hàng vạn con người đã làm việc bằng tinh thần, ý chí sắt đá cùng với sự quyết tâm cao độ như đỉnh núi Trường Sơn. Vì mệnh lệnh điện cho miền Nam, điện cho Tổ quốc, hàng trăm nghìn kỹ sư công nhân được đào tạo từ chính quy, tại chỗ cho đến nhân dân địa phương, quân đội, công an và cả voi đàn đều đồng loạt ra quân. Và những thước phim quý giá đó đã ghi lại hình ảnh những người kỹ sư, người công nhân, bà con dân tộc thiểu số chân đất, đầu trần, không găng tay, không đồ bảo hộ, không được trang bị kỹ thuật hiện đại đã tự tay ta làm nên tất cả. Từ khai khẩn đất hoang, vận chuyển vật liệu, cho đến dựng cột, làm móng nhanh tốc hành. Nhưng điều đáng quý nhất là bất chấp hố mìn, dây thép gai và các tàn dư khốc liệt của cuộc chiến tranh tang thương để lại, nhiều người đã không tiếc xương máu, hy sinh thân mình vì công trình thế kỷ này. Để rồi sau hơn 2 năm xây dựng thần tốc đúng 19 giờ, 7 phút 59 giây, ngày 27 tháng 5 năm 1994, dòng điện Bắc Nam đã chính thức lưu thông trên toàn tuyến. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt dường như không rời mắt khỏi sơ đồ dòng điện. Và đó là giây phút lặng yên đến nghẹt thở con tim. Chỉ đến khi mà dòng điện lóe sáng lên, thông báo là đã hòa lưới từ thủy điện Hòa Bình miền Bắc đến trạm Phú Lâm miền Nam, ông mới có thể cười nhẹ nhõm. Vì hơn ai hết, cố Thủ tướng đã đặt cược sinh mạng chính trị của mình vào đây, bằng lời khẳng định chắc nịch rằng nếu không thành công sẽ từ chức ngay, chỉ vì muốn thay đổi vận mệnh quốc gia. Và đúng như những gì cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói, việc đưa vào vận hành đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1 đã giải quyết căn bản tình trạng thiếu điện của miền Nam và miền Trung, đồng thời đáp ứng được nhu cầu điện năng phục vụ công cuộc đổi mới của đất nước. Từ mức tăng trưởng điện thương phẩm toàn quốc chỉ là 5-6% giai đoạn 1990-1992, con số này đã tăng đột biến lên 18,2% giai đoạn 1993-1997 và đỉnh điểm là 21% năm 1995. Và riêng khu vực miền Trung, miền Nam là 21% trong toàn giai đoạn và 25% trong năm 1995. Theo đó, một công trình lớn được thi công chỉ trong 2 năm ở một đất nước còn nghèo đói, tài chính còn hạn hẹp và đội ngũ kỹ sư thì còn chưa hùng hậu, chưa có kinh nghiệm thi công, đã khiến cho các chuyên gia thế giới phải thán phục. Nhưng đáng khâm phục hơn là sau đó không lâu, hệ thống đường điện 500 kV mạch 2 và mạch 3 tiếp tục được Việt Nam xây dựng trong sự ngỡ ngàng của cộng đồng quốc tế gần xa. Cụ thể hơn, sau hơn 10 năm vận hành đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 1, ngày 23 tháng 9 năm 2005, ngành điện Việt Nam lại đánh dấu một kỳ tích mới, hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 2. Việc đưa vào vận hành hai mạch đường dây 500 kV Bắc Nam đã giải quyết cơ bản tình trạng quá tải khai thác nhà máy thủy điện Iali công suất 720 MW và giải quyết được tình trạng thiếu điện nghiêm trọng ở miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội trong giai đoạn 2005-2008, đồng thời tránh được nguy cơ xảy ra sự cố và tình trạng sửa chữa đường dây mạch 1 buộc phải sa thải từ 1.150 MW đến 1.300 MW công suất hệ thống điện miền Bắc, gây mất điện diện rộng. Đến năm 2011, quy hoạch điện 7 được ban hành. Hàng loạt những dự án sản xuất điện được đầu tư và đi vào vận hành như là nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Vĩnh Tân 4, Duyên Hải 1, Duyên Hải 2, Duyên Hải 3. Nó đã đặt áp lực lớn lên hệ thống truyền tải điện quốc gia. Bởi vì với nhu cầu sử dụng điện tăng hơn 8% một năm, thì từ năm 2011 đến 2030, thì sản lượng điện cần có sẽ phải lên đến 570 tỷ kWh. Xuất phát từ thực tế đó, chính phủ đã quyết định giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư dự án đường dây 500 kV Pleiku, Mỹ Phước, Cầu Bông. Đây là cung đoạn đầu tiên được triển khai xây dựng của tuyến đường 500 kV mạch 3. Công trình được đóng điện đưa vào vận hành vào tháng 5 năm 2014. Đến năm 2018, tiếp nối cung đoạn đường dây 500 kV Pleiku Mỹ Phước Cầu Bông, chính phủ quyết định giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi – Pleiku 2. Mặc dù gặp vô vàn những khó khăn do thiên tai lũ lụt, đại dịch Covid-19, nhưng sau 4 năm, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã hoàn thành đóng điện công trình này. Cùng với đường dây 500 kV mạch 1 và mạch 2, đường dây 500 kV mạch 3 đã trở thành trục xương sống của hệ thống điện quốc gia theo cả hai chiều. Công trình giúp nâng cao độ an toàn, ổn định nguồn cung và chất lượng điện, đồng thời tạo điều kiện để khai thác tối ưu các nguồn điện hiện có trong hệ thống. Nói tóm lại,
Sự ra đời của đường dây 500 kV mạch 1 đã đặt nền móng cho ngành điện nước ta vươn đến mạch 2, mạch 3. Nhưng quan trọng hơn là nó đã chứng minh được quyết sách đúng đắn của những nhà lãnh đạo tài ba, dám nghĩ, dám làm. Cùng với đó là tinh thần đoàn kết của toàn đảng toàn dân có thể rời biển lấp sông. Ngoài ra thì đường dây hữu hình 500 kV kéo dài từ Bắc vào Nam còn được ví như là sợi dây vô hình nhưng cũng hết sức bền chặt, nối liền hai miền Nam Bắc. Nó cho thấy một điều rõ ràng rằng một đất nước thống nhất không chỉ biểu hiện bằng sự thống nhất về mặt ngôn ngữ, lãnh thổ mà còn là sự thống nhất tiền tệ, thị trường và cùng với đó là một lưới điện thống nhất trên khắp quốc gia. Tình trạng thiếu điện ở Việt Nam những năm gần đây đã trở thành một vật cản trên con đường phát triển kinh tế đất nước. Xây dựng nhà máy điện hạt nhân là một trong những giải pháp đã được bàn đến từ lâu, nhưng đến nay vẫn không thể thông qua do còn nhiều vấn đề vướng mắc. Tuy nhiên, theo xu hướng chung của thế giới, thì Việt Nam không thể né tránh vấn đề này nữa. Vừa qua, chính phủ đã giao Bộ Công Thương nghiên cứu điện hạt nhân của các nước, đề xuất phát triển loại năng lượng này của Việt Nam. Như vậy, sau hơn một thập niên trước nhu cầu về nguồn điện, Việt Nam đang dục dịch khởi động lại việc phát triển điện hạt nhân. Dĩ nhiên, đây là một lĩnh vực khó và cần nhiều chất xám. Chúng ta cần một bên nhiều kinh nghiệm, có thể giúp đỡ và hướng dẫn ta từ những khâu đầu tiên. Rất may là anh bạn Nga sẵn sàng làm điều này cho Việt Nam. Mới đây nhất, Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam đã sang thăm Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân của Nga để mở đường cho màn hợp tác này. Vậy cụ thể, Nga có thể giúp Việt Nam xây một nhà máy điện hạt nhân và đào tạo nhân lực đến đâu? Việt Nam liệu có cơ hội chạm tay vào điện hạt nhân trong tương lai gần hay không? Chúng ta hãy cùng trả lời tất cả những câu hỏi này trong video ngày hôm nay nhé! Bắt đầu ngay thôi nào! Theo như báo chí đưa tin, vừa qua đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm tới Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 9 năm 2024. Trong đó, đoàn Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân JINA, đối tác quan trọng có truyền thống hợp tác lâu dài với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Viện sĩ Grigory Chunikov, giám đốc JINA đã trực tiếp đến chào mừng đoàn Việt Nam đến thăm và làm việc. Ông Chunikov nhắc lại, JINA là một cái nôi nghiên cứu với những thành tựu đáng tự hào và là nơi đào tạo chuyên gia nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực vật lý hạt nhân, trong đó có cả những người Việt Nam. Trao đổi tại cuộc gặp ở Dubna ngày 26 tháng 9, hai bên đã thảo luận các nội dung hợp tác như nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam và việc triển khai thực hiện dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam. Dự án này là hoạt động hợp tác lớn nhất và quan trọng nhất cho đến nay giữa Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga Rosatom và Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện nay, thì Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam đang tích cực thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và gửi cán bộ sang làm việc tại JINA để đào tạo đội ngũ chủ chốt cho dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân. Trong tương lai, JINA dự kiến sẽ đầu tư lắp đặt một số hệ thống thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân, cho phép các nhà khoa học Việt Nam, Nga và quốc tế cùng tham gia khai thác, nghiên cứu như một chi nhánh của JINA tại Việt Nam. Như vậy, Việt Nam và Nga sẽ bắt tay xây dựng một lộ trình khai thác hiệu quả sau khi lò phản ứng mới được xây dựng và đi vào hoạt động với sự tham gia trực tiếp của JINA và các quốc gia trong khu vực. Kết thúc buổi làm việc thì cả hai bên đều thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác hiệu quả trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. JINA cam kết tiếp tục đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử tại Việt Nam trong thời gian tới. Có thể thấy nước Nga đã sẵn sàng bắt tay cùng Việt Nam để giúp chúng ta xây dựng các lò phản ứng hạt nhân mới. Thậm chí là Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân nhà nước Nga Rosatom còn cho phép chúng ta lựa chọn loại nhà máy điện hạt nhân dự kiến sẽ xây dựng. Nga có thể xây dựng ở Việt Nam cả nhà máy điện hạt nhân theo kiểu Ninh Thuận 1 hoặc một nhà máy loại khác, sự lựa chọn thuộc về nước chủ nhà. Hiện nay thì Rosatom không chỉ cung cấp cho các đối tác nước ngoài loại nhà máy điện hạt nhân công suất lớn mà còn cả các nhà máy công suất thấp được xây dựng cả trên đất liền và trên biển. Bởi vậy, Việt Nam có rất nhiều lựa chọn và chúng ta cần phải nghiên cứu thật kỹ vấn đề này để xem đâu mới là phương án tốt nhất cho quốc gia. Và có lẽ là Việt Nam sẽ chọn phương án xây các nhà máy điện hạt nhân cỡ nhỏ trước. Hiện nhiều nước trên thế giới đang triển khai phát triển năng lượng hạt nhân trong nguồn điện quốc gia.
Nên là việc Việt Nam nghiên cứu giải pháp phát triển năng lượng hạt nhân lò phản ứng mô đun nhỏ, bao gồm nhà máy điện hạt nhân nổi trong tương lai là có thể xem xét. Lò phản ứng mô đun nhỏ là lò phản ứng hạt nhân tiên tiến có công suất lên tới 300 MW mỗi tổ máy, bằng khoảng 1/3 công suất phát của các lò phản ứng điện hạt nhân truyền thống. Và đây là con số vừa phải, đủ đáp ứng nhu cầu của Việt Nam mà không tốn quá nhiều chi phí như các lò cỡ lớn. Trong khi đó, lò phản ứng mô đun nhỏ có thể sản xuất một lượng lớn điện có hàm lượng carbon thấp, có thể được kết hợp và tăng hiệu quả của các nguồn năng lượng tái tạo trong hệ thống và đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, đồng thời giúp các quốc gia giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững. Dự kiến các lò phản ứng mô đun nhỏ có thời gian xây dựng khá ngắn, khoảng 24-36 tháng, đồng thời có thể được triển khai từng bước để phù hợp với nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Cũng tức là chúng ta có thể bước từ từ trên con đường này, nhu cầu đến đâu thì ta làm đến đấy, không cần quá vội vàng. Có thể nói là điện hạt nhân là con đường mà chúng ta phải lựa chọn để vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, vừa đúng với cam kết phát thải ròng về bằng không vào năm 2050 của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Điện hạt nhân có thể cung cấp điện năng ổn định, công suất lớn cho công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là đảm bảo an ninh năng lượng, không phụ thuộc vào nguồn cung dầu và khí. Đó là xu thế chung của thế giới mà Việt Nam phải tập trung xem xét và sớm đưa ra quyết định. Thực tế, hiện dư luận đang có sự đấu tranh giữa hai xu thế, một là đảm bảo cân bằng năng lượng, nguồn năng lượng sạch bền vững, nguồn năng lượng nền ổn định, hai là sợ an toàn hạt nhân. Có thể là trong bối cảnh hiện nay thì phát triển điện hạt nhân có thể là giải pháp tối ưu cho bài toán đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam. Nhiều người vẫn lo về độ an toàn, nhưng thực tế là công nghệ hạt nhân mới bây giờ đảm bảo an toàn ở mức độ rất cao, không ảnh hưởng đến con người và môi trường ngay cả trong trường hợp xảy ra sự cố. Dĩ nhiên là không có gì có thể đảm bảo 100% không có tai nạn cả. Nhưng cứ sợ thì đến bao giờ ta mới có điện vừa rẻ vừa sạch cho người dân sử dụng. Trong tương lai gần, việc quay trở lại dự án hạt nhân là điều không thể tránh khỏi. Nếu không thì nền kinh tế Việt Nam sẽ không có đủ lượng điện năng cần thiết và mọi kế hoạch phát triển kinh tế sẽ thất bại ở mức độ này hay mức độ khác. Và trong trường hợp đưa điện hạt nhân quay lại, chúng ta cũng cần phải chú trọng một số điểm. Đầu tiên là cần bắt đầu từ chương trình phát triển điện hạt nhân trên cơ sở lò nước nhẹ tiên tiến nhất. Vì đây là công nghệ thuần thục đã tích lũy nhiều cơ sở khoa học và kinh nghiệm qua gần 70 năm phát triển. Sẽ không hợp lý nếu bắt đầu lại chương trình điện hạt nhân từ những công nghệ cũ. Trong đó có lò hạt nhân nổi mà Nga đang phát triển cũng là một phương án hay mà chúng ta cần xem xét. Tiếp đấy là việc chuẩn bị để phát triển điện hạt nhân là quá trình lâu dài, cần 15-20 năm. Do đó, cần sớm có chủ trương của lãnh đạo cấp cao mới có thể giữ được nguồn nhân lực. Chúng ta cũng cần phải xem xét kỹ và lựa chọn đối tác, các cường quốc hạt nhân phù hợp để thực hiện các dự án điện hạt nhân, củng cố và nâng cao tiềm lực khoa học, vị thế địa chính trị của đất nước, trong đó Nga và Nhật Bản chính là những đối tác tiềm năng nhất. Việt Nam cũng cần chú trọng xây dựng lại và hoàn thiện hệ thống pháp quy hạt nhân, trước hết là việc sửa luật năng lượng nguyên tử, điều chỉnh, trong đó chú trọng hoàn thiện các nội dung liên quan đến điện hạt nhân. Cuối cùng là thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông, trước hết tập trung vào ứng dụng năng lượng nguyên tử cho phát triển kinh tế xã hội và sau đó là truyền thông về lợi ích của điện hạt nhân. Hiện nay thì việc phát triển điện hạt nhân cũng có những khó khăn thách thức, nhất là đối với những quốc gia lần đầu tiên xây dựng nhà máy điện hạt nhân như Việt Nam. Chẳng hạn như là cần có sự đồng thuận của công chúng và các quyết sách mạnh mẽ của chính phủ, thận trọng lựa chọn công nghệ tiên tiến, an toàn cao nhất và có tính kiểm chứng. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là Việt Nam sẽ chùn bước. Điện hạt nhân đang là xu thế chung của thế giới và Việt Nam không nên né tránh vấn đề này.